phẫn nộ người đàn ông truy đuổi, đập kính ô tô trên đường. Tai nạn trên cao tốc phan thiết dầu dây khiến tài xế mắc kẹt trong cabin. Phạm nhân dùng dao cạo mũ cao su, đâm bạn tù tử vong. Khởi tố kẻ đấm gãy mũi người khác do mâu thuẫn ở Cô Tô. Thực hư bữa tiệc cưới 1.200 đĩa thịt gà luộc ở Hải Dương. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, một camera an ninh đã ghi lại được cảnh một người đàn ông ở Bình Dương liên tục chửi bới, đập kính ô tô ngay trên đường vào ban ngày, gây phẫn nộ dư luận. Đáng chú ý, trước hành động của người đàn ông này, một nam tài xế đã phải quỳ gối để xin lỗi, dù cho nói rằng đang chờ người đi cấp cứu. Cụ thể vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 8 trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn qua phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 1, Bình Dương. Theo hình ảnh camera ghi lại, chiếc ô tô 61A 901 màu trắng cùng một chiếc xe máy truy đuổi ô tô 7 chỗ 61A 723 màu xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh. Khi đến đoạn đường trên thì ô tô màu trắng và xe máy ép ô tô màu xanh vào lề đường. Sau đó, người đàn ông trên ô tô màu trắng bước xuống, liên tục chửi bới, rồi lấy một cây gậy bên đường, đập bể kính cửa ghế lái của ô tô màu xanh. Người đàn ông này liên tục chửi bới, yêu cầu nam thanh niên lái chiếc ô tô màu xanh xuống xe. Người đàn ông liên tục la lên, nãy mày chửi gì? Trước thái độ côn đồ của người này, tài xế quá hoảng sợ nên đã liên tục xin lỗi và nói đang chờ người đi cấp cứu. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn yêu cầu nam thanh niên xuống xe. Quá hoảng sợ, nam thanh niên quỳ xuống chắp tay xin lỗi. Sự việc xảy ra được mọi người can ngăn, nhưng người đàn ông vẫn lớn tiếng chửi bới, đe dọa. Mày dân ở đâu tới đây? Tao chém mày luôn. Mày tin không? Tao cho xe đến bắt mày luôn bây giờ. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera nhà dân ghi lại. Theo một số người dân, có thể hai bên đã xảy ra va chạm trước đó. Hiện vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ nguyên nhân thực sự. Những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị. Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết dầu dây khiến tài xế mắc kẹt trong cabin. Trên cao tốc Phan Thiết dầu dây liện tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin. Tại hiện trường đầu xe tải bẹp dúm, biến dạng sau cú tông mạnh. Theo đó, vào khoảng 6 giờ 25 ngày 11 tháng 8, trên cao tốc Phan Thiết dầu dây, đoạn qua xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe tải, khiến tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, xe tải mang biển kiểm soát 92H. 013XX di chuyển theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận. Đến km 79 cộng 550, xe tải này va chạm vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 50H đi cùng chiều. Cú tông mạnh khiến phần đầu xe 92H bị biến dạng, tài xế bị mắc kẹt, nằm gục trong cabin. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và sau hơn 30 phút đã đưa tài xế xe 92H đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hàng loạt các vụ tai nạn giao thông trên cao tốc xảy ra để lại hậu quả đáng tiếc, để giảm thiểu tối đa những vụ việc tương tự xảy ra, mỗi tài xế cần tuân thủ đúng luật lệ giao thông, đồng thời các cơ quan chức năng cần nâng cấp tuyến đường, phân luồng hợp lý để giảm thiểu tối đa tai nạn xảy ra phạm nhân dùng dao cạo mũ cao su đâm bạn tù tử vong. Mới đây tại trại giam Đắc Trung, trong lúc lao động, một phạm nhân ở trại đã dùng dao cạo mũ cao su tấn công bạn tù tử vong. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh. Ngày 11 tháng 8, Công an huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc đang xác minh, làm rõ tin báo về việc một phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, đâm bạn tù tử vong. Theo thông tin ban đầu, phạm nhân NVH, 19 tuổi, và phạm nhân NLA, 18 tuổi, đang thi hành án phạt tù 5 năm 3 tháng, cùng về tội cướp tài sản tại trại giam Đắk Trung, xã Ea Ham, huyện Cư Mờ Ga. Ngày 6 tháng 8, H và A cùng nhiều phạm nhân khác thực hiện lao động cạo mủ cao su tại lô cao su của phân trại số 1, trại giam Đắc Trung. Do có mâu thuẫn trong sinh hoạt nên trong lúc lao động, phạm nhân H đã dùng dao cạo mủ cao su đâm phạm nhân A. Cán bộ quản giáo, các phạm nhân khác đã kịp thời phát hiện can ngăn vụ việc và đưa phạm nhân A đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên do vết thương gây đứt động mạch chủ quá nặng, phạm nhân A đã tử vong vào ngày 8 tháng 8 khởi tố kẻ đấm gãy mũi người khác do mâu thuẫn ở Cô Tô. Liên quan đến vụ ẩu đả ở Cô Tô của một nhóm người khiến nạn nhân gãy mũi, ngày 9 tháng 8 vừa qua, Công an huyện Cô Tô đã khởi tố bị can đối với Bùi Đức Hiếu, sinh năm 1993, về tội cố ý gây thương tích. Trước đó vào khoảng 1 giờ 30 ngày 14 tháng 7 năm 2024, do mâu thuẫn phát sinh trong khi nói chuyện điện thoại với anh Đinh Đức Thờ, sinh năm 1997, trú tại khu 4 thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, nên Bùi Đức Hiếu đã thách thức hẹn đánh nhau. Ngay sau đó, anh Thờ và Hiếu đã gặp nhau tại đường 9 tháng 5, đoạn thuộc khu 3 thị trấn Cô Tô. Tại đây Hiếu đã lao vào đánh liên tục nhiều phát vào anh Thờ, gây nhiều vết thương vùng mặt anh Thờ. Kết quả giám định xác định anh Đinh Đức Thờ bị tổn thương 26% sức khỏe. Tại cơ quan công an, kẻ này đã thú nhận hành vi côn đồ của mình. Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an huyện Cô Tô đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Trên cơ sở kết quả tiến hành các hoạt động điều tra, củng cố chứng cứ, công an huyện Cô Tô đã khởi tố bị can đối với Bùi Đức Hiếu về tội cố ý gây thương tích quy định tại khoản 1, điều 134 Bộ luật hình sự và tiến hành điều tra theo quy định. Thực hư bữa tiệc cưới 1.200 đĩa thịt gà luộc ở Hải Dương. Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh về bữa tiệc cưới với 1.200 đĩa thịt gà luộc ở Hải Dương khiến nhiều người tráng ngợp của một nhà hàng. Tuy nhiên, mới đây, nhà hàng này đã lên tiếng đính chính về số gà quá nỗi hoành tráng không phải của tiệc cổ cưới. Theo đó, một nhà hàng ở Hải Dương đăng tải hình ảnh video 600 con gà đã được luộc chín, được bày kín trong quán. Cùng với đó là hình ảnh nhân viên nhà hàng hối hả chặt số gà này thành 1.200 đĩa thịt gà luộc để giao cho khách, tiếng giao thớt vang cả nhà hàng. Hình ảnh một thời điểm, một nhà hàng làm đến 1.200 đĩa thịt gà luộc được chặt ngay ngắn, bọc cẩn thận, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Thậm chí xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán về việc 1.200 đĩa thịt gà này phục vụ cho 1.200 mâm cỗ cưới. Nhiều ý kiến cho rằng nếu 1.200 mâm cỗ cưới là điều chưa từng thấy trước những bàn tán trên mạng xã hội, đại diện nhà hàng Cường Lan, thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương xác nhận hình ảnh 600 con gà luộc được chặt ra là 1.200 đĩa là của nhà hàng. Tuy nhiên đây không phải là gà đặt để phục vụ đám cưới như dân mạng đồn đoán. Đại diện nhà hàng cho biết nhà hàng là 1.200 đĩa gà cho hai công ty ngày 9 tháng 8, một công ty đặt 500 đĩa và một công ty đặt 700 đĩa gà luộc chứ không phải tiệc đám cưới, ai cưới mà làm lắm thế. Nhân viên nhà hàng cho biết để làm được số lượng 1.200 200 đĩa thịt gà luộc trong một khung giờ. Đầu bếp và nhân viên làm từ tối hôm trước với số lượng 600 con gà. Sau đó 6 nhân viên phải chia nhau chặt gà trong phòng điều hòa. 600 con gà này được thuê làm sạch rồi mang về luộc, chặt lên mâm. Đây cũng là lần đầu nhà hàng thực hiện số lượng thịt gà lớn như thế. Với số đĩa gà luộc khủng khiến nhiều cư dân mạng thích thú, không chỉ sự chuyên nghiệp của nhà hàng mà còn ở cách bày trí đều tăm tắp của từng đĩa gà. Sạt lở đất ở Sơn La khiến hai người bị thương. Tình hình mưa bão hiện nay tại các tỉnh thành phía Bắc diễn ra phức tạp và khắc nghiệt, đi kèm với đó là lũ lụt và sạt lở đất. Sáng ngày 11 tháng 8, do mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất đá, làm sập tường và tràn vào nhà người dân, khiến hai cháu bé bị thương. Cụ thể, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Triềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, do mưa lớn kéo dài nên đất ở Ta Luy Dương sạt lở làm sập tường và tràn vào nhà ông Lò Văn Huấn ở bản Na Lách, vụ việc khiến hai trẻ bị thương nhẹ ở tay ngay sau khi nhận được thông tin xã triềng la huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ gia đình ông lò văn huấn di chuyển đến ngôi nhà thứ hai của gia đình ở trong bản và đưa hai cháu nhỏ đi khâu vết thương ở trạm y tế xã hiện nay đang là cao điểm trong đợt mưa lũ ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của tỉnh cũng đã chỉ đạo các huyện thành phố tập trung ra soát các điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét các điểm công sở trường học bệnh viện theo dự báo trong những giờ tới tỉnh sơn la tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có mưa rất to tại các huyện Sóc Cộp, Sông Mã, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Mai Sơn, Bắc Yên, Thuận Châu và thành phố Sơn La. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền các biện pháp phòng, chống mưa to, lũ lớn, gió lốc, đảm bảo an toàn cho người, tài sản. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc mưa lớn rồn rập. Cuối chương trình là thông tin về tình hình thời tiết trong 10 ngày tới miền Bắc mưa lớn liên tiếp, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Trung Bộ nắng nóng kéo dài, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn mưa rông vào chiều tối. Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 19 tháng 8, thời tiết Bắc Bộ còn nắng nóng đến gai gắt một ngày, sau đó vào đợt mưa lớn kéo dài, Cụ thể, từ chiều tối và đêm 11 đến 15 tháng 8, Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và rông. Cục Bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Từ ngày 16 đến 19 tháng 8, khu vực có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng gián đoạn. Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Cục Bộ có nơi mưa rất to. Từ khoảng ngày 18 tháng 8, mưa lớn có khả năng giảm dần. Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ, chiều tối và tối ngày 13 tháng 8 có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh cơ quan khí tượng lưu ý trong đợt mưa ở miền bắc lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm trên phạm vi hẹp ở không gian cấp tỉnh với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét sạt lở đất ngập úng tại các khu vực trũng thấp đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo